Thôi ông không bánh. Ủa trời ơi. Trốn ngoài quà vậy đó. Ghê thiệt. Dữ rồi. Rồi con đập hộp đi. Ok. Tiên sinh. Quá trời quà nè mọi người. Quá trời nhà quà luôn. Trời, quay. Rồi, cái gì ta? Ui. Ồ, nguyên cây thuốc lá luôn. Quá trời, ai tặng cho bớt nguyên cây thuốc lá, cái này hút chắc tới hả? Mùa xuân năm sau luôn. Cây dao còn cháy ở đây. Quá trời nguyên cây thuốc lá luôn rồi, ai tặng cho bớt? Này là như là của trời ơi. Rồi, trời ơi, trời quá rồi. Rồi bây giờ chúng ta chờ đợi cho bớt xé tiếp đi. Đi cái gì vậy? Đen mã. Trời ơi, nguyên chiếc tàu. Nguyên chiếc tàu điện luôn. Quá dữ. Đâu đâu mẹ coi ơi. Quá. Chiếc xuồng bự dữ lắm luôn á. Ghê, xuồng bự dữ lắm luôn á. Tí phần quà khác. Rồi chọn đi. Cái này. Rồi mở. Ok. Mở có mệt đâu, mệt kêu mẹ phụ đâu rồi. Không. Wow. Chơi nhanh nè. Quá trời. Robot. Trời, robot hả? Robot. Quá đẹp. Wow. Nhà thích. Này của ai ta? Cái này của con á. Đâu vậy hả? Cái này của ngân hàng. Để cái chiếc xe. Chiếc xe này của ngoại. Không có chiếc xe nãy kìa. Chiếc của quả này không biết. Ủa bó ơi, cái này bự quá, nó quá này. Ồ cái gì trời. Cái gì này? Cái bụi. Cái này đã nè, cái này bó chơi được nè. Oh. Quá ê, xe mới luôn trời ơi, đang hết chiếc xe đó đó. Đang thiếu chiếc xe này bó, ở nhà đang thiếu chiếc xe này nè. Mua quà chiếc ti đi. Trời ơi. Ôi chiếc ti tặng nguyên con robot luôn. Đâu chiếc ti tét cho luôn kìa. Trời ơi quà dữ vậy trời. Quà quá quà. Nè quá là chiếc xe của con nè. Kìa quốc anh kìa. Kìa anh ba kìa, quốc anh ba tặng kìa. Nè quà này là quà của quốc anh ba tặng nè. À, con giới thiệu với mọi người đi, cái này là quà của ai? Quà của anh Vương Ba. Rồi hôm nay là con sẽ xé nha. Dạ. Út anh Ba, Út anh Sang, tính 9 anh Tư, 10 anh Đầm gì đó. Cho mẹ mở nào không? Mẹ mở phụ nha. Cái gì vậy? Kích tầng. Cái đừng. Quá dữ rồi, rồi con có thích không? Thích. Ông Thiện hồi xưa ổng là một người không sinh nhật. Nói không với sinh nhật, ghét làm sinh nhật. Đừng ai làm sinh nhật cho ổng hết. Cho đi chơi với gái được rồi. Và cũng không bao giờ có được những món đồ chơi như này. Ê vậy mà là năm nay sinh nhật anh Thiện mới đúng đồ chơi đi mới đó. Tặng anh Thiện, Pen pen. Dạ. Em tặng cho anh con búp bê nha. Búp bê hả? Ừ. Búp bê gì? Không, chê là con cha phải. Búp bê chê dê á. Không, búp bê tình cảm. Cha mia 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 mia. Không, mẹ là con gái, mẹ phải chơi búp bê. Mẹ có búp bê luôn mà cha kiếm chưa thấy chưa đẹp. Người ta chưa nói hết, mẹ nói rồi. Quá, chiếc xe. Rồi. Chiếc xe. Quá xịn xò. Quá, con Vương Bà Hà luôn. Hình như là quà sinh nhật có bót năm ngoái tới giờ chưa chơi hết, chưa khui hết thì phải. Đâu mất tiêu luôn. Trời, không thấy luôn. Rồi, bắt đứng đó. Cái đó của ai không biết tên của con ê bảy rồi nhưng mà ai tặng cho con á ông quyết ba luôn có ba luôn á trời rồi cô Vịnh cho cái đầu qua không được đi giống như cô một đúng rồi lấy tên hết luôn tẩy ai qua mua giùm chứ như miếng trà xanh với cái tẩy rồi tẩy mua cho con trà xanh luôn ok tập một cái khát nước mẹ bây ơi con khát nước mua cho ông, con đi trà xanh luôn rồi lấy cho con 2 ly trà xanh. Chú tẩy. 2 ly trà xanh đi chú tẩy ơi. Rồi, cái quà tiếp tục. Quà đó của ai? Của cậu ba. Của cậu ba Quang. Cậu ba Quang. Rồi xe mặt ra ngoài cô tiên nè con. Ồ. Cái gì vậy?
Dạ, cậu ba Quang tặng gì vậy? Hoa hảo. À, cái này cậu bôi hả? Cậu bôi mà chim đâm luôn. Ghê. Đâu? Mai Kingdom xong thấy túi của Mai Kingdom. Có, công ty đựng cái bọc Mai Kingdom hả? Giấy gói này là của Mai Kingdom. Cái này nè, dễ mở nè, mở này đi con. Rồi mở ra. Số gì ra con, số gì ra. Ê gãy. Wow. Trời ơi, trong một hộp quà có một hộp quà nhỏ. Đây 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 là. Bất thích không bác? Thích. Một bộ Lego phải không? Một bộ Lego hả? Sao, sao con biết cái đó Lego vậy? Ồ, bộ Lego! Lego! Bộ Lego! Lego! Sao con biết cái đó là bộ Lego? Ủa, bộ Lego nè! Ủa, bộ Lego! Của cô Thủy! Wow, bộ Lego nè! Wow! Trời ơi, ai vậy? Ê, cái này hồi xưa cũng hay tặng nha! Cho sinh nhật hồi đó đó. Để con cái hộp. Cho Quân ba một cái ở nhà anh. Anh Quân ba không muốn có cái anh nào. Hùng Anh. Của Hùng Anh. Rồi cái này là của Quốc Anh hai. Không phải. Cái gì gọi là gì? Hùng Anh hai. Nè Mai Kingdom nữa nè, cái này của ai? Không để tên trơn không biết. Không có để tên. Của anh Quân ba. Wow. Rất nặng. Wow, rất nặng của Mai Kingdom luôn nè. Mai Kingdom của cậu ba Quang luôn đó. Mai Kingdom. Của chị gì đó? Trong tay. Oh, quá trời rất nặng luôn rồi. Chết rồi. Nè là mở mở con gấu đi, con gấu này thấy thực tế luôn nè. Thánh này. Không. Không. Cái này là Lan Kingdom. Kìa kìa Mai Kingdom thôi luôn nữa kìa. Qua nữa kìa. Thôi ơi, mình mở điều đi chứ để người ta nói mình coi trọng quà Mai Kingdom hiểu không? Không 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 quý vị ơi, ai em cũng phải. Wow, cái gì nữa nè cha? Cái gì nữa nè cha? Cha. Ê, cái đó cái gì vậy? Xe tăng. Xe tăng. Xe tăng mà có phun nước. Xe tăng. Ghê, phun nước luôn. Rồi cái nhà tôi cái này sẽ bị chành nè. Nè, cái này là của ai nè? Để cho đi. Trời ơi. Đây cái này của ai? Có tên nhiều lắm. Wow. Trời ơi, con nhện dữ vậy. Con nhện này. Là chồng chế luôn. Con nhện thiệt. Cái này hả? Tập đúng rồi. Nhện. Cái này xài bằng pin. Ô dữ vậy. Mở nè. Mở này có gì? Hai cái sao gối gì trang. Cái này của Hồng Anh. Cái này của Hồng Anh nè. Chú đệ nè, mở quà chú đệ đi, mở quà chú đệ. Chú đệ bự. Cái quyên gì nè? Cái đó của ai? Chú đệ nha, quà chú đệ, quà chú đệ. Cái đồ tấp tấp. Chú đệ là gì của boss? Trời, nguyên con gì bự dữ vậy ta. Chưa, chưa. Con mèo. Quá. Wow. Không. Con này sẽ là của mẹ. Rồi, con này chắc để trên xe luôn rồi. Quá. Wow. Ê nè, cái gì nữa nè. Cảm ơn chú đệ đã tặng cho này hai cho hai chồng nha. Anh là Husky. Ôm anh đi, bình yên lắm. Trời ơi, dễ thương chưa? Ừ. Mấy con này chắc là phải đem đi lên xe rồi. Cảm ơn cái người tặng đã tặng này cho hai chồng mình nha. Ôi, gọi tiếp nè. Rồi, cái này đi đâu? Mình khu quà đi cái này nè, cái này của ai? Cái này của chị Quyên với chị Thì nè. Quyên Thì. Quyên Thì. Ồ, gấu nè. Hai con gấu giống nhau luôn. Chết mẹ, hai con gấu đụng hàng, con lớn con nhỏ. Rồi, con gấu này có bầu luôn. Gấu có bầu nè. Gấu này có bầu rồi. Gấu kia là có đực hay gì? Ây, gấu mới đẻ đó. Chết cha nó hết luôn rồi, để mẹ mở luôn nha. Nó của ai? Không à, Mai Kingdom luôn. Trời ơi, hai con y chang mẹ ơi, con bự con nhỏ má ơi. À, cái này là của chị ghệ của Hùng Anh. Ghệ của Hùng Anh hai nè. Đừng nói bằng ghệ. Ghệ của Hùng Anh mà. Bên mẹ lại đừng nói bằng vợ, chỉ nói của Hùng Anh. Vợ tặng đâu, cha không muốn cho nó chữ vợ. Trời ơi. Đúng rồi. Ý là nó kêu vợ, ghệ của anh hai nó bằng vợ tại nhỏ đó đẹp quá, mọi người hiểu không? Nhưng mà cha nó nói là không được, ghệ của anh hai là con không được kêu bằng vợ. Rồi từ đó về sau, từ nhỏ đó luôn, không vợ. Nhưng mà nhỏ rất là đẹp. Wow. Tết người ta
xì cho nó là bảo là 30 bao lì xì. Nó nói là bà ngoại con cho bà ngoại hết nhưng mà cái bao lì xì của cái vợ con bà ngoại giữ lại. Dạ. Ủa con khát nước quá à. Không có ai mua cho con hết trơn á. Nè uống với mẹ đây. Uống mẹ đây. Cô xà lơ quá. Tôi để đáng có quạt mà quảo gì vậy. Trời nhỏ khác kìa. Rồi được rồi con, được rồi, uống nhiều quá, uống đá đi con. Cái gì đá này có bị đâu? Uống hết. Dằn mặt tôi á. Nè, mẹ uống hết luôn đi. Thôi được rồi. Rồi nè, tiếp nè, bên đây nè. Dạ. Ok. Rồi đây đây, để cho gặp nha cho con. Cái có con dây giữa ngoài luôn kìa. Đi đây này là chắc là xe điều khiển nè. Quá đã luôn. Cái quẹt nè. Ồ, Lamborghini. Lamborghini. Giống chiếc xe nhà mình không? Dạ giống, không. Nó màu trắng rồi. Ồ, đúng rồi. Nó không màu đỏ. Chiếc xe của nhà mình màu trắng rồi. Để dạ. Rồi. Sáng của ai con? À, của anh ba. Sao ai cũng quốc anh ba tặng cho vậy? Đó, đưa cho con của ai tặng cho con? Anh quốc anh ba tặng luôn. Cái cộng dây sạc này. Ôi, anh kinh tâm nở luôn kìa. Mà không thấy của ai tặng rồi, ai tặng này comment đi à. Nhiều khi nó cũng nhớ luôn á. Ai kinh tâm. Chiếc xe Lamborghini màu, chiếc xe phay cái gì? Mấy kinh đâm. Mấy kinh đâm nữa rồi mẹ ơi. Wow. Cái này của anh của anh ba đặt nè. Nữa của anh ba quay gì? Cái này của cha mẹ nè. No, cha mẹ không có tặng gì hết. Cha mẹ tặng con cả cuộc đời rồi. Rồi để đây cho cô tiếp luôn. Wow. Rồi. Rồi con mở nắp ra. Wow, cái gì đây? Ồ, khủng long. Wow, nguyên một trứng luôn. Rồi có trứng luôn, ngày mai nó sẽ đẻ cho con thêm 3 con nữa. Cái này của ai tặng đây? Của chim mén. Của ai? Còn giá luôn. 459.000 luôn. Trời ơi trời. Lương làm tháng bao nhiêu dám mua mà 600.000 tiền đồ chơi. Có nó mới đi quay về thời tiền sử nó mới bắt khủng long đem vô. Nó mua đâu. Đây để cho gặp cho con. Rồi. Tên là Vương Ba. Ồ. Qua mặt nạ. Mặt nạ. Iron Man. Phương Nguyên. Phú à? Rồi của Cương Viên đó hả? Trời ơi. Ghê. Ghê vậy. Cái này là của chú Phú. Chú Phú. Phú. Cái này là của chú Phú. Wow, cái gì đây? Nguyên một con siêu nhân, nguyên cái mặt nạ chứ, không, kiếm luôn. Cái này là người máy. Người máy, à người máy đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Máy có cái cày luôn. Đúng rồi, con nít nó có chuyên môn, con cãi được, đừng cãi, nó nói là đúng. Thôi mơ men. Ê, mở cái đó đi cho mẹ coi con gì vậy, mẹ lấy luôn. Cái này của ai, cái này quá bự rồi, cái này của ai đây? Của ai đây? Cái này coi dừng lá quá, cho chị Tì. Nè. Rồi, xé đây con. Dạ. Nhiều khi trời chứ... ơi, đen thui nè. Ê, rồi, đúng hàng. Đúng hàng luôn. Rồi, lớn quá ghệ anh đệ. Rồi, con gấu này của ai? Của ai? Không cái lẽ này... trong cái buổi tiệc sinh nhật tôi mà có trời xe con duyên con sao? Rồi. Đây, cặp luôn nè má. Lật quá. Rồi, mà hết rồi. Gói chung chỗ. Này con, cuối này nè. Có đây cuối này nè con. Dạ ok. Không mâm cuối này trước đã lắm nè. Ok. Rồi. Wow. Wow. Cái gì bóp cái này gì vậy? Cái đó là cái gì cho không biết luôn rồi. Xe. Hả? Xe với máy bay với. Chiếc mã này của ai tặng? Con không biết nữa, con không biết tên. Không biết tên. Ờ, một bầy quân, một đội hình xe tăng. Gồm có quả tiễn, súng ống,
Mày chắc nó mới bên Ukraine về. Đem quà thì tặng luôn. Tặng quà cho mẹ luôn nè. Rồi, đó quà đó. Của shop An bé bé tặng cho à. An bé bé. Trời ơi, tặng quà. Này nữa nè. Cái này nữa. Em muốn quà nhiều lắm. Nè con, nè con. Nè nè, tập thể của mấy cô ngoài văn phòng nè. Cái này của ai? Tập thể nhân viên văn phòng. Rồi, tập thể này, bớt đây, rồi, đọc này. Luôn. Tập thể nhân viên văn phòng. Đọc, đọc. Rồi. Trời ơi, cái gì đây? Wow. Oh. Voi nè. Ăn chạy trên xe mô tô đúng không? Ủa? Voi nè. Con voi mà ăn trái chuối nữa nè. Sao vậy? Ủa con voi nè, đúng không? Cái này như nè. Ok, cái này là cái gì? Ê, còn sót phần quà nè. Rồi xe. Rồi tiếp, kế tiếp đi con. Cái này. Rồi, rồi khu cái này của ai ta? Dì Quý nè, của bà Dì Dí nè. Ờ, à, tới quà của bà Dì Dí rồi. Có đây, bà mở thêm cái cửa hàng của mày. Em chim ơi, chim. Cái súng. Vô cái súng luôn. Má dữ. Má giữ cái súng này, cái súng, cái súng gì? Đại bác. Ô, giữ dằn đại bác luôn. Cái này mình dùng để mình bắn ai? Hả? Bắn mấy người này. Trời ơi. Rồi còn một món quà cuối cùng. Không, không, không có bắn người già. Nào. Bắn người già tội. Cái này của ai? Cái này của ai không biết luôn. Làm kem. Làm kem hả? Dạ. Nặng làm kem. Rồi. Ừ. Dí tặng cái súng phải không? Rồi, làm kem này cũng biết của ai luôn. Của con. Của con, ừ đúng rồi của con nhưng mà không biết ai ai tặng thôi. Rồi nè, của này luôn. Rồi ok. Cái okay con này. Rồi. Ủa nó không cái này gì? Cái này gì? Cái này gì? Bạc bôi. Trời ơi. Bạc bôi. Một cặp này, con này là con gì? Bạp bôi chứ không phải bạp bôi. Bạp bôi nè, cái này bà Dí tặng nè. Wow, bạp bôi nè đó. Ủa con này con bạp bôi hay là con mini ảnh? À, bạp bôi. À, bạp bôi đúng không ta? Phải không ta? Nè nè, đúng không, phải con này bạp bôi không? Hai con bạp bôi động luôn. Ấy động rồi, ấy động rồi. Đụng. Đây là con, cái này nữa nè. Nè nè, cái này của ai? Nè bố ơi. Rồi. Trời. Con này của ai đây? Con đó, con cái con đó là con gì? Con đó. Quà lên, sắc quà lên. Rồi. Quá quà đây. Con cảm ơn cô chú đã tặng quà cho con nhé. Con cảm ơn cô chú đã tặng quà cho con. Mọi người ơi. Nhớ cho xin một nút like. Với nút subscribe. Trên kênh của channel. Trên kênh của mẹ Nguyễn Huỳnh Nhân nhé. Ok. Bye bye.